Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì shop máy bơm mini 68 của chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một cái dòng sản phẩm mới nhất về đến shop. Đó là cái sản phẩm là máy bơm áp lực 12V 230W và 24V 230W. Lần này thì nó về cái mẫu này nó rất là khác so với cái mẫu trước. Đó là về cái kích thước của motor. Đây các bạn này, đây là cái hộp đựng của nó nhé. Hộp của nó là hộp màu da cam. Đây là mẫu 220W là cái hộp màu xanh. Thì cái kích thước của cái con này nó sẽ dài hơn. Mình sẽ lấy ra và so sánh cho các bạn xem. Đây là cái con 220W này. Trong hộp của nó thì gồm có một máy bơm này và một cái túi phụ kiện cùng các cái đầu nối rồi dơ le. Đây là cái con 230W các bạn nhé, 230W đây này, cục nó sẽ dài hơn. Con này thì to hơn con kia. Đấy các bạn nhìn xem, đối với cái con 230W này thì bên mình đều có dòng 24V và dòng 12V. Thì 12 và 24V thì kích thước nó đều như nhau thôi, nó chỉ khác là cái tốc độ vòng của nó khác nhau vì cái điện áp sử dụng khác nhau ấy. Cái tốc độ vòng của nó thì như nhau khi mà sử dụng điện áp là 12 hoặc 24 đấy, khác là khác cái tiết diện dây đồng quấn các bạn nhé. Nói so sánh về cái dòng 230W và dòng 220W này thì các bạn nhìn thấy là cái kết cấu máy bơm này đều thiết kế như nhau này, nó duy nhất là nó chiều dài motor là nó khác nhau. Con này thì trọng lượng là 4 kg này và con này trọng lượng là 3,3 kg này. Về cái áp lực mà nhà sản xuất đưa ra trên bao bì thì người ta để là 1,6 MPa, tức là nó cho nó ngắt đấy, nhưng thực ra con này áp lực rất là cao, đến 1,8 MPa các bạn nhé. Lưu lượng nước thì chiếc 12V 230W này thì mình đo thực tế là được 18 lít một phút và con bơm 220W này được 16 lít. Như vậy là nó có sự chênh lệch nhau về lưu lượng. Rất là nặng luôn, rất là khỏe luôn. Còn đối với dòng 240W thì đợt này shop mình không về. Dòng đấy thì nó thiết kế khác hơn so với cái dòng này một chút. Mà dòng đấy thì cái khối lượng của motor thì nó đạt đến 4,5 kg. Thì đi kèm với các cái máy bơm này thì các bạn sẽ có 2,5 mét ống hút này, lọc nước này và cái túi phụ kiện của máy bơm. Ngoài ra thì bên mình thì đợt này nhập về rất là nhiều cái dơ le để có thể là bảo hành thay thế cho các bạn trong quá trình các bạn sử dụng. Dơ le này thì được sử dụng với những cái dòng máy bơm này 12V 120W trở lên. Đây là con 12V 120W TB2800 này. Đợt này bên mình về mấy chục con. Dòng này cũng chạy rất là êm và rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn xem rất là hàng, rất là chuẩn luôn. Và sau đây thì mình sẽ test cái áp lực của cái máy bơm 12V 230W này cho các bạn xem, đảm bảo là cực kỳ mạnh. Đây là mình đang kết nối sẵn ở đây. Đây là bình ắc quy lithium mình cũng mới nhập về. Loại bình này thì rất là nhẹ. Trọng lượng của nó chỉ có khoảng 500 g thôi các bạn ạ. Đây là mình đang kết nối sẵn máy bơm này với lại ắc quy và với lại cái nguồn nước. Đây là mình đang sử dụng cái súng rửa xe các bạn nhé. Súng này thì có thể điều chỉnh trực tiếp phun được, rất là thuận lợi vì các bạn có thể rửa xe hoặc tưới cây đều được. Mình bóp này cực mạnh luôn. Con này mình cam kết với các bạn là rửa xe máy ô tô ok. Đấy, nhả súng là súng ngắn luôn. Các bạn mà điều chỉnh súng này, các bạn chỉ cần vặn cái đầu súng thế này thôi là nó sẽ điều chỉnh được cái dạng là đấy. Con này mạnh lắm các bạn ạ, chuẩn dắt tay. Cái dơ le này thì được nhà sản xuất là đợt này là người ta thiết kế là đều người ta cho ngắt ở 1,5 MPa, có nghĩa là tất cả các cái con 220W và 230W này người ta đều cho ngắt ở 1,5 MPa hết. Do là cái nhà sản xuất người ta không sản xuất cái loại dơ le mà nó có cái áp lực ngắt ở áp lực cao hơn, ví dụ như 1,8 chẳng hạn, thì con này đều ngắt được.
tất nhiên người ta cho ngắt ở áp suất nó thấp hơn một chút. Và mình cũng lưu ý với các bạn rằng là khi các bạn sử dụng mà không cần dùng đến dây le thì các bạn không cần phải đấu điện qua dây le đâu, mà đấu trực tiếp vào motor luôn. Trường hợp mà các bạn mà sử dụng đến dây le để ngắt máy bơm khi cần thiết thì các bạn mới đấu qua dây le này thôi. Vì thực ra cái dây dây le này, cái tiết diện người ta thiết kế không được lớn lắm. Vì với cái dòng tiêu thụ của con máy bơm này rất lớn, đến khoảng 18 ampe các bạn nhé. Con này đến khoảng 18 ampe, rất là lớn luôn. Dòng tiêu thụ rất là mạnh. Con này dùng rửa xe, vệ sinh điều hòa cực kỳ ok. Và để mua hàng thì